tôi cũng là người đã từng làm cái công việc đó là đi ăn tiệc. Tôi cũng đã từng đưa người mẫu của mình đi làm cái việc như vậy. Nhưng có một cái kết quả mà tôi tự nhận thấy đó là khi tôi đi thì tôi phải bảo vệ người mẫu của tôi. Nhưng mà tôi tự nhận định được nó có cái nhân quả, nó có cái sao nhỉ, nó có cái mặt trái. Đó là chính vì những cái lần như vậy mà đến giờ phút này tôi vẫn đang bị mọi người nghĩ rằng là tôi vẫn là một má mì. Tôi vẫn là một người, dĩ nhiên là không phải tất cả, nhưng mà mọi người vẫn có những cái nhận định như thế. Nếu mà tôi là má mì thì tôi nghĩ giờ này tôi sẽ không ngồi đây talk được với cả chị. Tại vì là tất cả những ai mà làm má mì, tôi nghĩ là không sớm thì muộn cũng sẽ bị bắt thôi. Không sớm thì muộn cũng sẽ bị bắt. Và đến bản thân tôi cũng nghĩ vậy thôi. Đó là nếu mà vừa xong tôi có chia sẻ rồi, nếu như tôi làm má mì thì một là giờ này có thể tôi đang ngồi trong tù bóc lịch, hai là có thể giờ này tôi đang rất giàu có, không phải đi xe trả góp hay là nhà trả góp nữa. Và thời gian đó là từ những năm 2008-2009, nghĩa là nó rơi khoảng đây 10 năm rồi. Cát xê mỗi một lần đi tiệc, đi ăn, đi uống về nó sẽ rơi vào khoảng từ 500-700 đô đến 1.000 đô. Đấy là tôi, còn người mẫu thì chắc chắn người mẫu sẽ không được như vậy đâu. Người mẫu sẽ được khoảng 300-500 đô. Nếu như chỉ dừng lại ở việc đi ăn tiệc, ăn uống với nhau xong và cho nhau những đồng tiền hoa hồng ấy, thì xã hội sẽ rất là tốt đẹp. Tôi nói thật là như thế. Nhưng nó sẽ không dừng lại ở đấy. Đấy là lý do tại sao tôi quyết định phải bỏ cái việc làm đi tiệc đấy của mình. Và đến giờ phút này tôi vẫn còn rất là nhiều người gọi tôi để cung cấp người mẫu đi tiệc. Nhưng tôi luôn trả lời một cách đó là tôi đã không làm việc đấy từ rất nhiều năm nay rồi.